nên em về được rất là nhiều đồ hồ đẳng cấp quý quý chú anh chị ơi Rất là nhiều Hạng đỉnh quá trời quý quý chú anh chị ơi Đó. Một chiếc tubulong nha Corum tubulong rất là đẹp nè quý cô chú anh chị Đẹp cực kỳ luôn Đẹp và đẳng cấp cực kỳ ha, Quý quý chú anh chị ha Đó. Dinh chuẩn hãng nha Cái này em giao lưu chưa tới 500 triệu nữa Quý quý chú anh chị nha Rất là đẹp và đẳng cấp Một chiếc uh, Ba chắc philip à rất là đẳng cấp nữa cô chú chị à, vàng khối nguyên cái luôn đây rất là đẹp ha chứ này em giao lưu là hơn 700 một tí thôi quý cô chị nha hơn 700 triệu một tí thôi đẳng cấp không có điểm chê luôn quý cô chị rất là đẹp nha đẹp đẳng cấp em về được chiếc hút lót kinh hút lót kinh gôn vàng hồng nữa nè quý anh chị niềng viên nha vàng hồng nguyên khối cực kỳ đẹp luôn Đó. đây duyên nguyên bản luôn quý chú anh chị ha chiếc này em giao lưu với giá chỉ có 330 triệu thôi quý chú anh chị ha đó. em về tiếp một chiếc ở đây là một chiếc Rolex à, 126 à, 233 mặt vi tính trắng ha máy 3235 đời mới nhất của quý chú anh chị ha mặt vi tính vi tính soạn rất là đẹp đó. máy 3235 đẳng cấp chữ cốt 70 giờ nha Chiếc này em giao lưu với giá chỉ có 268 triệu thôi 268 chị, chị em Rolex này cực kỳ đẳng cấp và đẹp ha quý cô chị ha em về nhiều hàng rất đẹp à, một chiếc một chiếc Phan Muller vàng hồng V45 rất là đẳng cấp nữa này đó vàng hồng nguyên khối em giới thiệu sơ qua cho quý cô chú chị coi thôi ha đó, à, lúc nào là anh em sẽ lên chi tiết nha một chiếc Cartier Cartier vàng à, vàng hồng mặt số vàng luôn rất là đẹp các bạn ha quý chú chị ha đẹp cực kỳ luôn đẳng cấp nữa Đó, chiếc này nữa rất là nhiều rất là nhiều những sản phẩm hả một chiếc Zenith yeah, nè size 43 euro hở tim đó. đẳng cấp chưa Duy nguyên bản luôn quý anh chị cực kỳ đẹp ha chiếc này em giao lưu với giá chỉ có 55 triệu thôi giá rất là mềm đó một chút hít uh, lót rất là đẹp nè đó, size 39 niềng viên nữa quý anh chị thì đẳng cấp luôn nha vàng hồng luôn đó đẹp cực kỳ cái này em luôn cái giá cũng 330 triệu nha đó, rất là nhiều những sản phẩm đẹp ở đây quý vị chị xem ha đó đẳng cấp luôn nè đây đây nha đẳng cấp chưa cực kỳ đẹp luôn ha đó. đẹp và đẳng cấp